Thưa quý vị và các bạn, cuối năm luôn là thời điểm gia tăng các vụ trộm cắp tài sản gây bức xúc trong xã hội. Phóng sự thực hiện tại một số xã của huyện Khói Châu, nơi xảy ra các vụ mất trộm trong những tháng cuối năm. Từ tháng 9 đến nay, trên địa bàn xã Bình Kiều, huyện Khói Châu xảy ra liên tiếp 4 vụ mất trộm xe máy tại nhà dân. Gần đây nhất, đêm ngày 18 tháng 11, trộm cắt khóa đột nhập vào nhà ông Nguyễn Đức Nhì ở thôn Phú Hòa lấy đi một xe máy. Là phải xem xét lại trong cái tình hình an ninh thực tế ngày giáp Tết cuối năm như thế này, là phải thu xếp lại công việc rồi giấc ăn giấc ngủ, đề phòng nhất là gần đường gần ngõ, cái cảnh giác này, bạn bè quen biết chơi bời nữa. Thực tế ở xã Bình Kiều cho thấy những ngày cuối năm và cận Tết là thời điểm các đối tượng xấu lợi dụng sơ hở và sự chủ quan trong bảo vệ tài sản của người dân để trộm cắp. Cuối năm thì thường là quần chúng nhân dân thì phải mải làm ăn, thì sẽ thường là sơ hở do buổi tối là thường là mệt mỏi và lợi dụng vào đêm tối, và thời tiết thì có điều kiện thời tiết nó diễn biến nó phức tạp, thì đối tượng nó sẽ lợi dụng vào đêm tối để đột nhập vào trộm cắp tài sản. Thời điểm cuối năm, các cơ quan, công sở, trường học cũng là mục tiêu trộm cắp của kẻ gian. Trong tháng 9 và tháng 11 vừa qua, xã Đại Tập xảy ra 2 vụ mất trộm tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và tại trường mầm non, thiệt hại tài sản gần 100 triệu đồng. Kẻ trộm có thể thực hiện hành vi trộm cắp ở bất cứ đâu nếu như không có sự cảnh giác trong trông giữ tài sản. Ban đêm thì không có ai, không có bảo vệ, mà không có ai ở đây cả. Cũng là cái chủ quan của mình. Thì vì cũng nhiều khi cũng cảnh giác, nhưng mà nhiều khi đấy mình cũng chưa được nghĩ được đâu là nó lại vào mầm non, vì nghĩ là mầm non từ xưa nay thì nghĩ là chẳng có cái gì để nó vào. Trước tình trạng trộm cắp có chiều hướng gia tăng, công an xã Đại Tập đã có kế hoạch tăng cường tuần tra cả ngày lẫn đêm trong những ngày cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục là tiến hành tuần tra vũ trang mật phục, cũng như là tổ chức tuyên truyền rộng rãi, đề nghị là bà con nhân dân là khi phát hiện những cái đối tượng lạ mặt có những biểu hiện nghi vấn thì sẽ thông báo ngay cho công an xã Đại Tập để chúng tôi có triển khai những cái về lực lượng, rồi triển khai những cái biện pháp nghiệp vụ để có thể là ngăn ngừa và xử lý các cái hành vi vi phạm. Trong 3 tháng cuối năm, huyện Khói Châu ghi nhận trên 10 vụ trộm cắp tài sản, chủ yếu là mất xe máy do các đối tượng nghiện hút, công việc không ổn định, đi lang thang, khi phát hiện sơ hở ở nhà dân thì thực hiện hành vi trộm cắp. Chính vì vậy, nhân dân cần nâng cao cảnh giác, có biện pháp bảo vệ an toàn tài sản của mình trong tháng củ mật này.